chiên đàn ai ngàn lơ nhiệt danh hương gia vô tự mẫu lượng bồ ương hóa nội đã tan lương ai chí tâm mà kiên tương ai những chú biển thầm phương ai nam mô Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiền thủ thiền nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thương Bát Ra Dạ Bồ Đề Tát Đó Bà Dạ Ma ha tăng đó ba ya ma ca lô ni ca giang thác ban ra phạn về số đát na đát của nam mô tăng kiên lạc đó y mong a di đà bà lô kiên đế thác phật ra lăng đà bà nam mô na ra tăng đề đề ma ha bằng đa sa mê tăng ba tha đạo vua bằng a thề dựng tăng bà tăng đà na ma bà già ma phạn đàn đồng na đề tăng a ba lô hê lô ca đề ca ra đề nhi hê đề ma ha bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dừng câu lo kiến mong đó lo phan xa gia đế ma ha pha xa gia đế đà ra đi ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mùng đề lên y hê di tất na thân na ra sanh phần ra xa lời và xa pha sanh phần ra xa gia hô lô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tân hê đi tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đi gia na ra cân trì địa đi sanh ni na ba gia ma na ta ba thân đa gia ta ba ma thân đa gia ta ba thân đa dưỡng nghe thân ban ra gia ta ba na ra cân trì ta ba ma ra na ra ta ba thân ra thân a mùng khứ gia ta ba ta ba ma ha thân đa gia ta ba gia kiết ra thân đa gia ta ba ba đa ma yêu thân đa gia ta ba na ra cấn trì bằng gia ra gia ta ba ma ba lợi thân y ra gia ta ba ha nam mô ấn ra đắng na đa ra gia gia nam mô a di bà lô yên đế thức bằng ra gia ta bà hằng tấn điện đồn mạng đa đa bằng đa gia ta bà hằng tấn điện đồn mạng đa ra bằng đa gia ta bà hằng tấn điện đồn mạng đa ra bằng đa gia ta bà Nam mô Bổn
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hoàng kim năng tạo ngồm. Ngà kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Ý Bồ Tát Tấn Tùng Tòa Cởi Thiên Đáng Hữu Kiên. Hiệp Chương Ứng Phẩm Nhị Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phần Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ. Nhược Vô Lượng Ba Thiên Văn Chúng Sanh Thọ Chữ Khổ Não Văn Thị Quán Thế Âm Bồ Tát Nhất Tâm Xưng Danh Quán Thế Âm Bồ Tát Tấn Thời Quang Kỳ Âm Tinh Nhi Đăng Giải Thoát. Như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Thiên Nhâm Đại Hoa Hoa Bất Năng Thiếu Do Thì Bồ Tát Hoài Thần Lưng Có Nhượng Vì Đại Thùy Sơ Phiêu Sinh Kỳ Danh Hiệu Thân Đắc Thiên Sứ Nhượng Hữu Ba Thiên Vàng Ưng Chúng Sanh Vì Cầu Kiệm Ngân Lưu Ly. Xa cơ mà não sáng lo vắng chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quý quân kỳ trung nhược hữu này chỉ những nhân. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Già Thì Chư Nhân Đặng Giải Đăng Giải Thoáng Là Sáng Chi Nàng Chỉ Thì Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Như Phục Hữu Nhân Lâm Đương Bị Hành. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Già Sơ Bị Sơ Chăm Đạo Trường Tâm Đoàn Đoàn Hoài Nhi Đăng Giải Thoát Như Tam Thiên Đại Thiên Quân Đồ Mạng Trung Già Xóa La Sanh. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Thì Chư Ác Quỷ Thường Bất Năng Dĩ Ác Nhãn Thì Chi Huống Phục Giờ Hai Thiên Phùng Hữu Nhân Nhượng Hữu Tội. Nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hệ kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Giải Tâm Đoàn Hoài Tức Đăng Giải Thoát. Như Tam Thiên Đại Thiên Quân Đô Mạng Trung Hoan Tận Hữu Nhất Thường Chú Tương Chư Thượng Nhân Tề Trì Trọng Bảo Kinh Qua Hiếm Lộ Kỳ Trung Nhất Nhân Tăng Thị Sương Ngôn. Chư Thiền Nam Tứ Vân Đa Khung Bố Như Đăng Ưng Đương Nhất Tâm Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Hiệu Thì Bồ Tát Năng Dị
vô ý thế chúng sanh như đắng như xưng danh và thứ oán ta đương đăng giải thoát. Chúng thường nhân văn có phá thịnh ngôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế như hư chúng sanh đã dâm vô thương niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sanh nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly si vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực đa sa nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ngưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng ký huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kính vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát chánh hiểu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh từ Phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn Phật ngôn. Nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bấn kha cùng tâm vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán văn phần ngôn thế thông Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuế pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát thiền nam tự như quan độ chúng sanh ứng gì Phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp mừng di bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiền bên chi và thân nhi về thuê pháp ơn về thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiền thành văn thân nhi về thuê pháp ơn về phạm vương thân đăng đồ gia tấn hiền phạm vương thân nhi về thuê pháp ơn về đế thích thân đăng đồ gia từng hiền đế thánh thân nhi về thuyết pháp ân di từ tại
thiên thân đăng độ gia tức hiện từ tại thiên thân nhi vị thế pháp ưng di đại từ tại thiên thân đăng độ gia tức hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thế pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tức hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị Sa môn thân đăng đồ giang thân hiền thì sa môn thân nhi về thuyết pháp ân nhi tiểu vương thân đăng đồ gia thân hiền tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ân nhi trưởng gia thân đăng đồ giang thân hiền trưởng gia thân nhi về thuyết pháp sĩ thân đăng đồ gia thân hiền cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng đồ gia thân hiền tế quan thân nhi vì thuyết pháp ứng di bà la môn thân đăng đồ gia thân hiền bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ứng di tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân đăng đồ gia thân hiền tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân nghĩ về thuyết pháp ứng di trường gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng đồ gia thân hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ứng di đồng nam đồng nữ thân đăng đồ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vì thuyết pháp ứng di thiện long gia xoa càng tăng bằng a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ gia thân dài hiền chi nhi vì thuyết pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ gia thân hiền chấp kim cang thần nhi vì thuyết pháp phò thần ý thì vắng thế Bồ Tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư Bồ Uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý dạng Cô tần y bồ tát bằng phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lượng kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm Nhi thời Phật ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đăng cô thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đăng thọ kỳ anh làng
Phật ta nhị Phật nhân Phật phong Thích Ca Mâu Ni Phật nhờ Phật phụng Đa Ba Phật Tháp Vô Tần Y Quang Thế Âm Bồ Tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới. Nhị Đại Bồ Tát Nghe Bồ Tát Di Kệ Vấn Vi Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phật Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Đàm Bồ Tát Nghe Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sơ Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bấn Tư Nghị Thị Đa Thiên Ưng Phân Phan Đại Thánh Tình Nguyện. Ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài thôi làng đại hoa khăn. Niệm bi quán âm lờ hóa khăn biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận xa thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim can sơn. Niệm bế quan âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ hoàng tận nhiễu ca trăm đao gia hài. Niệm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niệm bi quan âm lần đao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới. Niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niệm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngọn là xá đồng long chư quỷ đằng. Niệm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện. Giang bà chùa đại vô niệm bi quan âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng tù tri vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thân tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chấn tư diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quan sư bố quý quân trần trung. Niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quan thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Năng vì tăng y hộ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn.
Như thời trì địa Bồ Tát ta thông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhãn sao đơn ba thế và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha phô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bá chi hồng 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 ăn ma ni ba di 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 hồng ăn ma ni ba di
di ông a ma ni ba 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 di ông Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Có hai phim tự phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mừng Đã Thời Chiều Phiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Vô Ánh Xa Lợi Tư Sang Bắn Vì Không Không Bắn Vì Sang. Sang thực thì không, không tương thì sang thọ tương hành thân về phụng như thì xá lời tự thì chữ phá không tương bớ sanh bằng gì bận câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô tòm. Tương hành thơ vô nhan nhị tí thì tăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh về
vô vô minh tần này chi vô lão từ diệt vô lão. Từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bàn tam thế chư phật. Y văn nhà ma la mận đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mận đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng năng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hương. Cô thiền mang nhà ba la mận đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng. Nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tấn nam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đê già di ni già già na chi đà ca lê ta bà. Nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đà đa ta đam bà tê a di đà đa tê ca lang đa a di đà đa tê ca lang đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bà. Nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đà đa bà tê a di đà đa ta đam bà tê a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà hằng a di đà phật thân kim sanh hệ tướng hảo quang minh vô đẳng luân hệ bành hào uyên cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cư bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thầy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Nam mô 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 a di đà phật. Nam mô
A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Đức
Đức Quan Âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan. Quan thế âm cứ cò đỏ sanh này, nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng chanh tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực ngay, niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thân ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cánh Phật, lòng từ bi chân chánh đáng ghi, tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ai hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành độc nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Trong khổ hại đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng bang. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Chiên đàn Nam mô A Di Đà.
bà lô yên đế thương bá ra gia bồ đề tát đó bà nhầm ma ha tăng đó bà gia ma ca lô ni ca giang thác ban ra phạn về số đát na đát của nam mô thân kiên lực đó y mong a di đà bà lô kiên đế tất vân ra lăng đà bà nam mô na ra tấn kỳ thế đi ma ha bằng đa sa mê tăng ba tha đạo vua bằng a thề dựng tăng bà tăng đà na ma bà già ma phạn đàn đồng na địa thang a ba lô hê lô ca đê ca ra đê nhi hê đi ma ha bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma câu lo câu lo kiến mong đơ lo phạn xà gia đế ma ha pha xà gia đế đà ra đi ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mùng đề lên y hê di hê tất na thân na ra sấm phần ra xa lời và xa pha sấm phần ra xa gia ô lô lô ma ra hô lô hô lô hê đi ta ra tăng đi tăng đi tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đi gia na ra cân đi địa đi sanh ni na ba nhà ma na ta ba thân đa gia ta ba ma thân đa gia ta ba thân đa dương nghe thân vang ra gia ta ba na ra cân trì ta ba ma ra na ra ta ba thân ra thân a mùng khứ gia ta ba ta ba ma thân đa gia ta ba gia kiết ra thân đa gia ta ba ba đà ma yêu thân đa gia ta ba na ra cấn trì bằng gia ra gia ta ba ma ba lợi thân y ra gia ta ba nam mô ấn ra đắng na đa ra gia gia nam mô a di bà lô yên đế thức bằng ra gia ta bà an tấn điện đồn mang đa đa bằng đa gia ta bà an tấn điện đồ mang đa ra bằng đa gia ta bà an tấn điện đồ mang đa ra bằng đa gia ta bà nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật khai kinh kệ vô thượng thầm thâm ngà kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiện nghiêm nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát
Tát Thánh Tông tòa khởi thiên đáng hữu kiên. Hiệp trường ngưỡng quán với ta thì ngôn Thế Tôn Hoàng Thế Âm Bồ Tát Di Hà nhân duyên danh Quán Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ. Nhược vô lượng ba thế quang chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì Quán Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát tính thời quang kỳ âm tinh nhi đăng giải thoáng. Như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thần lưng có nhượng vì đặc tùy cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng lo vắng chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhược hữu này chỉ những nhân. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thì chư nhân đặng giải đăng giải thoáng là sáng chi nàng chỉ thì nhân duyên danh Quán Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa lá sang. Dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phục gia hại thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhược vô tội nữ giới gia thoa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoáng. Nhược tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn. Chư thiên nam tử vân đã khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ oán ta đương đắng giải thoát. Chúng thường nhân văn có phá thịnh ngôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tinh đắng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã dâm vô thương niềm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niềm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sanh. Nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiện đắc ly si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực.
Đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát chánh hiểu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ế vong hoa của ế dược ơ nhớ ế vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tăng ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tăng bằng phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bằng hà nhi vị sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sư vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như quan độ chúng sanh ứng gì phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp mừng gì bích chi phật thân đăng độ giang từng hiện bên chi phật thân nhi vì thuyết pháp mừng gì thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vì thuyết pháp mừng gì phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp mừng gì đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng độ gia tức hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp mừng gì thì sa môn thân đăng độ gia tấn hiện thì sa môn thân nhi vì thuyết pháp mừng gì tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vì thuyết pháp mừng gì thân đăng độ giả từng hiện trương giả thân nhi vì thuyết pháp ứng gì cư sĩ thân đăng độ giả từng hiện cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng gì tế quan thân đăng độ giả từng hiện tế quan thân nhi vì thuyết pháp ứng di bà la môn thân đăng độ gia từng hiện bà la môn thân nhi vì thuyết
tánh di tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tánh ưu bà di. Thần đẳng đa giá thân hiền, tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tánh ưu bà di. Thắng nghĩ về thuyết pháp ứng dị trường giá cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ giá. Thần hiền vô nữ thân nhi về thuyết pháp ưng nhi đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia. Thần hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vì thuyết pháp ưng nhi thiền long gia xoa càng tăng bàm. A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng di chấp kim cang thần đẳng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò tận ý thì vắng thế Bồ Tát thành tựu nhờ thế công đa di chúng chúng hình vô chư quốc độ độ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường. Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư Bồ Uy cấp nàng chi trung năng thi vô ý thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý giảm. Vô tận y Bồ Tát bằng Phật ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương cúng dường Quang Thế Âm Bồ Tát tức giải cảnh chúng bào châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn. Nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quang thế âm Bồ Tát bất khăn thọ chi Bồ Tát ý phụng bạch quang thế âm Bồ Tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh lòng. Nhi thời phạn ca quán thế âm Bồ Tát đương mừng thư vô tận ý Bồ Tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng cô thọ thử anh là tức thời quang thế âm Bồ Tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làm. Phần ta nhị phần nhân phần phong thân ca mơ ni phần nhờ phần phong đa ba phần tha vô tận y quang thế âm Bồ Tát hữu như thị từ tài tận lực du ư ta bà thế giới. Nhị thời Bồ Tát nghe Bồ Tát di kệ vấn về thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn. Kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ưng chư phương xa hoàng thề thăm như ái linh kim bấn tư nghị thị đa thiện ưng phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứng hài ý thôi làng đại hoa khăn. Niềm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niềm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong.
Vì nhận sơ thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trơ hoặc bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bi quan âm lần bất năng toàn nhân mau. Hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần. Cao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bi quan âm là hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn là xá đồng long chư quỷ đằng. Niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quan âm là tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển. Giang bạc chùa đại vô niềm bi quan âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thân tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập khóa chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phàm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Năng bị tán y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam. Đường trì thế nhân công đứng ba theo và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bác vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Chiều pháp liên hoa kinh quán thế âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bá chi hồng án ma ni bá chi hồng án ma ni bá chi hồng ăn ma ni ba di 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 hồng ăn ma ni
di hồng ăn ma ni bát 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 di hồng ăn ma ni
Phật. Di Hồng An Ma Ni Ba, 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 Di Hồng. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Không Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ha Ba Nha Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quan Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mừng Đã Thời Chiều Kiên Ngô Quấn Giai Không Độ Những Thế Phô Ánh Xa Lợi Tư Sang Bắn Vì Không Không Bắn Vì Sang. Sang thực thì không không tương thì sang thọ tương hành thân về phụng như thì xá lời tự thì chữ phá không tương bớ sanh bân về bân cơ bất tình bân tăng bân giam thì cố không trung vô sáng vô toàn. Tường hành thơ vô nhan nhị tí thì thăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lâm. Từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu cánh niếng bàn tam thế chư Phật. Y văn nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiê cô chân tiền bẩn hương. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chủ viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế y đế ba la y đế ba la Bồ Đề Tăng Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Tấn Đàm Bà Tì.
A di đà đa tỳ ca lăng đa di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa tha ya đa điện ya tha di đà đô ba tỳ A di đà đa tỳ nam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đa ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa tha ya đa điện ya tham a di đà đa ba tê a di đà đa ta đa ba tê a di đà đa tê ca lăng đa a di đà đa tê ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba nam a di đà phật thân kim sanh ê tướng hảo quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cư bám âm linh đăng bi ngàn ấy nam mô thầy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 nam mô a di đà phật 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 nam mô
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Quay Thần Lòng Lòng ai cấm thế gian đều trong danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh, nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng chẳng tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực, ai niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua chan.
Diệu thanh ấy chính là chi cả, sao cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm trì thứ cùng tu, phổ hiền chứng thánh đền bù công lao ấy. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chinh năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngài, hành theo ý chỉ của thầy ban ra, Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Biển Nam Hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh thơi. Từ bi cứu khổ độ
bảo ở Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Ai Phổ Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Thông Vạn Vô Lượng Quang Phần Sáng Ai Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Trí Huệ Chợ Minh Liễu Phổ Nguyện Tội Chương Tất Tiêu Trường Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo Ái Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Mà Cửu Pháp Liên Hoa Vì Phù Màu Hoa Cài Kiến Phật Ngộ Bồ Sanh Bất Thối Bồ Tát Vì Bàn Lữ Nguyện Dị Tự Công Đức Phổ Cầm Những Thế Ngã Đặng Giữa Chúng Sanh Giai Công Thành Phật Đạo. Tự quy Phật đường nguyện chúng sanh thế giai đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng đều trọn